VIP, dẫn đầu xu thế thẻ. Biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng, siêu thượng lưu thầm lặng. Chuyến này thì tụi em muốn cho anh xong luôn, gọi là xong luôn. Tại vì bọn em tới đây không phải là để thi thố, mà để trình diễn cho tất cả các nhóm xem thế nào gọi là dance battle chính nghĩa. Nhưng mà bây giờ anh thấy em, lời em nói đúng không? Nhóm này cái gì cũng có. Em nói thật mà, nhóm cái gì cũng có hết. Không anh ơi, chính vì là Eric nên là bọn em mới tự tin như thế. Đúng không? Cho tất cả mọi người từ xong luôn hay dùng mình coi đi thì biết. Nhưng tinh thần bọn em tới đây, đúng không? Là để trình diễn cho các anh em học hỏi. Đúng. Anh Vy ơi. Anh Vy ơi, anh Vy ơi. Anh Vy ơi, anh Vy. Em cứu anh Vy ơi. Anh hai này, anh hai. Bọn em này. Trời ơi, gia đình mình hả? Tất cả những gương mặt này, tất cả những cái body này, mình ngắm gia đình mình đó. Anh Bảy. Anh Bảy bọn em này. Nhớ em không? Nhớ em không? Nhớ em không? Ủa, nhớ không? Anh xinh em thấy cũng được. Thôi. Rồi mà, ba. Thôi em yếu nhưng. Dạ em. Trời. Giỏi quá. Ông đau lưng quá. Mỏi quá. Tôi mỏi. Anh Sinh. Dạ. Mời anh Sinh. Ok, trời ơi, em mời sao anh không mang được? Quý, quý nó kỳ đấy luôn nè. Anh Sinh. Chuyến này thì tụi em muốn cho anh xong luôn, gọi là xong luôn. Tại vì bọn em tới đây không phải là để thi thố, mà để trình diễn cho tất cả các nhóm xem thế nào gọi là dance battle chính nghĩa. Jin Tuấn Kiệt gọi là vật đôi với bất diệt, rất tuyệt. Xong rồi sau đó là tụi em đã tìm cách khắc chế nó bằng cách dựng luôn một bài mới. Hay quá. Trời vậy ơi, mới để tính. Mới có thể gọi là tiêu diệt tất cả các team này. Chào anh, chào anh, chào anh. Chào cúp. Hay ghê. Chào cúp. Sẵn chào cúp cho Eric giùm em cái. Hay lắm ấy. Chào trước luôn đi. Nếu mà để nói về chủ đề nhá, bọn anh nhá, không có chủ đề nào làm khó bọn anh được. Không có cái luật nào áp dụng vào nhóm bọn chứ anh luật được. Chứ luật nó hơi bắn một tia ra. Anh nói cho em biết luôn. Nhưng mà bây giờ anh thấy em, lời nói em nói đúng không? Nhóm này cái gì cũng có. Em nói thật mà, nhóm cái gì cũng có hết. Để đợi em gì em. Con nát chủ bài của nhóm em, của team em. Không anh ơi, chính vì là Eric nên là bọn em mới tự tin như thế. Đúng. Đúng. Cho tất cả mọi người từ xong luôn hay dùng mình coi đi thì biết. Nhưng tinh thần bọn em tới đây, đúng không? Là để trình diễn cho các anh em học hỏi. Đúng. Đó, bản thân em, bản thân em. Chào anh. Trời ơi, anh Lâm. Em cứu anh Lâm. Anh Lâm. Anh Lâm ơi. Anh Lâm. Anh Lâm. Anh Lâm ơi, nhớ em không? Anh Lâm. Anh Lâm. Có sự trùng hợp lắm anh. Cái gì? Sơn Lâm, xong luôn, thấy chưa? Anh Vy ơi. Anh Vy ơi, anh Vy ơi. Anh Vy ơi, anh Vy. Em cứu anh Vy ơi. Anh Vy ơi. Bọn em này. Ok anh hai, ok anh hai. Trời, anh hai, anh hai, anh hai. Bác ơi, đừng có qua đây, em qua đây em khó qua bệnh lại lắm. Trời ơi, gia đình mình hả? Để em, để em, để em, để, đây, 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 đó, đúng rồi. Anh trai, anh trai, anh trai, anh trai, anh trai, anh trai, ok. Tất cả những gương mặt này, tất cả những cái body này. Mình ngắm gia đình mình đó. Anh Bảy. Anh Bảy bọn em này. Anh Bảy hả? Nhớ em không, nhớ em không? Nhớ em không? Em trai, em trai, em trai, em trai, em trai. Kéo kéo về đứng cùng anh em luôn. Dạ rồi, anh Quân, lâu lắm gặp anh luôn anh. Trời ơi. Chào anh khỏe không? Dạ dạ, xin xin mấy anh tự trọng. Dạ không, đâu đâu, từ quen em. Cho tôi biết. Go! Hey! Go!
xinh em thấy cũng được. Anh yêu em. Em tuyệt vời. Em là 10 trên 10. Không có gì để nói với em nữa. Anh có nhưng gì không ạ? À? Nó làm cho em không thể nhưng được. Ok. Hùng Huỳnh làm em rùng mình. Dạ tụi em tính là gọi là đọc rap lên nền nhạc nhưng mà tụi em thấy mic của tụi em không hoạt động. Đúng rồi, buồn thật quá. Tuyệt vời, cảm ơn chương trình ạ. Những cái routine mọi người làm vẫn hơi lỗi một tí thì rất là tiếc. Cất poster ạ. Cất poster ạ. Hay chị cất poster luôn không? Yes. Dạ. Tuyệt vời. Hai anh đã có vực. Cảm ơn anh ạ. Dạ dạ dạ. Còn về mặt chuyên môn thì thật ra là em rất xin lỗi hai anh cổ động viên nhưng mà hơi thừa. Thôi đi xuống đi, nhục quá rồi. Tuổi hổ đi. Thề thôi. Rồi mà, bà, đúng rồi. Nếu như dạ, em, nếu xét về tiếng nhảy thì em thấy anh Song Luân cố gắng á. Dạ cũng bình thường, chấp nhận được. Dạ. Cảm thấy cũng kiểu đơn giản thôi, cái này em làm được. À Pháp Kiều á, chuẩn bị xem Eric tìm anh nhá. Thật sự là chưa bao giờ thấy hình ảnh này của Pháp Kiều. Em phải rất là nể phục. Nhưng mà Pháp Kiều á, chuẩn bị xem Eric tìm anh nhá. Hay hay hay, quá dữ quá dữ. Trời ơi, giỏi quá. Thiên Thiên rất là respect Pháp Kiều ạ, à. Quá tuyệt vời. Và em chỉ muốn nói một câu thôi, là Pháp Kiều ăn và không để lại vụn ạ, à. Giỏi quá. Ơi. Hay quá hay quá hay quá. Tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Quá ghê quá ghê. Đỉnh thiệt đỉnh thiệt đỉnh thiệt. Giỏi quá giỏi. Quá ghê quá ghê. Hay quá. Quá em quá. Anh em giỏi quá ha. Anh em nhảy ghê quá. Đi về đi. Anh ơi, em thấy không ổn tí nào ấy. Phải gọi là Pháp Kiều ăn và không để lại vụn. Quá ghê quá ghê quá. Trời ơi. Voguing á thì là nó là dành riêng cho cộng đồng LGBT và nó là một bộ môn mà nó không phải chỉ là nhảy. Có nước không? Có nước không? Có khăn giấy không? Có khăn giấy không? Lẹ lẹ lẹ, coi chừng, coi chừng, coi chừng. Mình lên đi về thôi. Hay quá. Mình đi về được không? Mình đi về được không? Hả? Go home. Thế mình xin phép đi về trước. Không chơi. Vậy em biết hẹn nhóm em rồi. Tôi về trước được không? Đâu rồi? Rồi đất ơi, dã man. Em xem xong sợ luôn rồi. Hay quá. Đi đi về đi em ơi. Thôi đi về thôi. Về mày thôi, dạ rồi. Thôi bọn em xin phép bọn em đặt đi xe về, dạ rồi. Vâng. Hay thôi, quá trời, quá đất. Trời ơi, ai chứ là ai? Không ấy cho em về được không? Sao ra mồ hôi vậy? Rung quá à. Trời ơi. Ai đặt xe giùm em với. Có duyên quá. Không chắc những người trí nhớ ngắn hạn à. Vui là chính, thua thì buồn. Ơi, giỏi quá. Eric, thả tim, thả tim. Sao có giọng quá định, quá định, thả tim. Cái gì vậy? Anh cảm ơn, anh không ăn, anh để dành sức để anh nhảy. Để anh nhào lộn, back for zip. Đựng được, được chứ. Ôi, nào lưng quá. Mỏi quá.
Tôi mỏi. Làm miếng bánh ngọt nha. Bánh xô. Bánh xô. Quá ngon, quá ngon. 7 năm debut của FC làm tặng. Giang Thiết Kiệm. Giang Thiết Kiệm. Đây mọi người lựa đây. Này, này, chân dây đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hình như nó đó, chân dây đấy. Anh muốn ăn cái nào ngon nhất, anh recommend giùm em cái đi. Anh đang muốn chọn sô-cô-la, cam mẹ sô-cô-la. Sô-cô-la này, cái này sô-cô-la này. Em chọn cái sô-cô-la. Anh gỡ bỏ mấy cái đó thôi. Birthday ai vậy? 7 năm. 7 năm, gin. Ăn đi, ăn đi, ăn mọi người. Được. Lấy đi mọi người, lấy một cái ăn. Anh xin. Dạ. Mời anh xin. Ok, trời ơi, em mời sao anh không mang được? Quý, quý nó kia đấy luôn nè. Anh xin. Em theo tặng vàng không ạ? Ê, ngon quá, bánh ngon quá hả? Anh cứ bỏ xuống, anh không ăn, anh bỏ xuống. Bánh ngon nha. Ok, mà bánh xô ở đây cái chỗ này cũng chắc mọi người biết mà. Ủa? Cái gì đó? Anh mình giữ nhân cách em. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Anh trai C2 Concert 2024 chính thức bán vé ngày 21 tháng 8 tại ticket.vshop.vn.